Ban tổ chức đề nghị tất cả các bạn có nhiệm vụ cầm bục bảng biển di chuyển về vị trí đọc nhiệm vụ của mình. Kính thưa quý vị khán giả, ngay sau đây ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao giải để cho câu lạc bộ đá Hà Nội. Chính vì vậy ban tổ chức xin được trân trọng, chúng ta đang ở tầng 2 khán đài A, chúng ta có thể cùng nhau di chuyển xuống tầng 1 để cùng nhau chiêm ngưỡng cái lễ trao giải cũng như là nhận thêm nhiều những cái phần quà của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nữa, đúng không ạ? Xin mời quý vị khán giả đã có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay huấn luyện và các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội Nguyễn Trãi qua đúng không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, giải thưởng dành cho câu lạc bộ giải ba bao gồm huy chương đồng, bảng danh vị cùng tiền thưởng trị giá 1. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn thi đại diện nhà tài trợ Sâm Ngọc Linh và Tung K5 lên trao bảng tiền trị giá 1,5 tỷ đồng cho câu lạc bộ đá Hà Nội. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngay sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng tập thể ban huấn luyện, cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội sẽ chụp ảnh lưu niệm để cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Một lần nữa, xin được chúc mừng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Kính thưa quý vị, chương trình trao giải đến.